ngược dòng biển lớn về vùng nước lợ cửa biển Đề Ghi, Bình Định. Đây là nơi nuôi lớn loài cá chua dân dã. Cá chua được cho là loài cá lành tính do chỉ ăn sinh vật mặt đáy và phù du ở tầng mặt nước. Cá chua chứa nhiều hàm lượng các chất dinh dưỡng như là canxi, natri và đặc biệt là B12. Ngoài ra, các hoạt chất axit amin trong cá chua chiếm đến 120% so với cá hồi đại dương. Chính vì thế, cá chua cung cấp được dưỡng chất tối ưu cho cơ thể. Cá chua có thể được chế biến thành nhiều món khác nhau, tùy thuộc vào khẩu vị của mỗi người như là nấu với lá giang, hấp, luộc, nướng. Nếu quan tâm đến sản phẩm, người dùng có thể mua tại địa chỉ là F15 cư xá Nguyễn Đình Chiểu, phường 4 quận Phú Nhuận hoặc qua fanpage Cá Chua Thái Sơn với giá từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng 1 kg.